Hello, xin chào cả nhà. Cả nhà có thưởng thức món nem chạo chưa? Món nem chạo này của miền Trung nha cả nhà. Mình quay clip cho cả nhà xem nha. Đây, món nem chạo nha cả nhà. Đây, cái món nem chạo đây. Nem chạo món của miền Trung. Đây. Gồm nè. Dê, thịt bê nè. Da nè và thịt heo nha. Đây cái món nem chạo của miền Trung nha. Khế nè, mè nè, rồi rau ôm nè, ngò gai sắc nhuyễn nha, ăn rất là đậm vị luôn nha các bạn. Đây món miền Trung và rau đây nha cả nhà, rau rất là nhiều, ăn với nước chấm, ăn với tương bần nha, cho được hai bịch tương bần. Đây cả nhà có thấy hấp dẫn không cả nhà? Đây món nem chạo, mình chảo của miền Trung. Đây mình sẽ cuốn cho cả nhà xem nha. Món này là mình sẽ cuốn lá sung, bí tô, và linh lăng. Mở lên đây. Và quan trọng phải có cái lá này nha cả nhà, cái lá của lá mơ nè. Lá mơ ở trong miền Nam ta gọi là lá mơ, còn miền Bắc là ta gọi là lá húa địch nha cả nhà. Đây nhìn nè cả nhà thấy chưa, mình sẽ review cái món này cho cả nhà xem nha. Rồi bắt đầu mình bỏ nem chạo vô, thịt bê và da khế và mè trắng mè đen nha cả nhà. Rồi bắt đầu nè, mình cuộn lại nha cả nhà. Món này ăn rất là ngon nha cả nhà, mình hưởng thức nha. Mình chấm với chén tương bần. Đây chấm với chén tương bần nha cả nhà. Rất là ngon, ngon nha. Cả nhà hãy ủng hộ kênh của mình, subscribe của mình, review cho mình để mình quay nhiều món ăn món lạ cho cả nhà xem nha. Chào cả nhà, chúc cả nhà buổi tối vui vẻ.